Ok mọi người, chào mừng em quay trở lại với channel của Phát Gaming nhé. Để mình xem nào. Ôi, hôm nay trong trong khu vui chơi cũng chẳng có một ai luôn ạ. Tôi cũng chả hiểu tại sao lại càng ngày càng ít người đến mức như này không biết. Trời ơi, ít đến cái nỗi mà không có một ai chơi luôn. Đi hết một vòng quanh siêu nhân không có một ai cả. Thật là vãi nồi luôn ạ. Thôi nhưng không sao. Ô quên mất, hình như tôi chơi lấy ấy sao ấy. Tôi định vào đây tôi nghịch nghịch tí, đấu đấu linh tinh tí nhưng mà chẳng có ai luôn ạ. Thôi chịu thua rồi. Thế này cứ tình hình như thế này thì game này cũng sắp sập rồi. Game BOBG Mobile sắp sập rồi anh em ạ. Làm gì còn ai chơi đâu anh em nhìn xem, mẹ khu huấn luyện không có một ai luôn ạ. À, khu huấn luyện không có một ai luôn, không hiểu kiểu gì, gương gì đó nhìn thấy nào. Quanh như nào em, ok à, sao lại quanh một cây cột điện này làm cái gì? Quanh vào cây cột điện này thì giải quyết được cái gì đâu mà đi quanh vào đây. Úi giời, leo xe địa hình có vẻ được anh nhỉ. Sợ. Ui mẹ, đi kiểu chóng mặt vãi nồi các bạn ạ. Mình sẽ đi hết một vòng này xem như nào. Đấy, mình sẽ đi hết một cái vòng ở đây. Đấy, có vẻ điệu nghệ này. Sợ. Anh em thấy được không? Tôi đi hết một vòng đây xong rồi tôi lại quay lại chỗ này. Ơ, chỗ này chỗ nào em chạm xăng á? Sao tôi chạm 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 chỗ chạm xăng này lại có ấy nhỉ? Cái này có lấy được không? Xăng này có lấy được không? Xăng này không lấy được anh em ạ. Mình tưởng là nó sẽ cho bơm bơm xăng tại đây cơ thì nó mới hay chứ. Nó phải cho bơm bơm xăng tại đây thì mới hay. Chứ còn không bơm xăng được ở đây thì hơi phí, nó không chuẩn anh em. Ít ra thì nó phải bơm xăng ở trên đấy thì lên thì nó kiểu cảm giác nó thật đấy các bạn. Game PUBG Mobile này thì mình thấy càng ngày càng ít người chơi rồi. Ít thật sự luôn đấy. Như các bạn vừa thấy ấy, như các bạn không biết đâu, mình ngồi vừa tìm trận. Mình tìm trận 15 phút đồng hồ mà không không có được trận. Từ chế độ AI thường rồi dễ khó, AI thường dễ khó xong lại đến tiếp tục đến chế độ đấu sinh tử cũng không có người chơi luôn. Đấu sinh tử Arena ở kho hàng và ở tàu trên biển này không có một ai luôn ạ. Sợ thật, cái tình hình này thì game này chẳng còn ai chơi đây, trong khu vui chơi anh em nhìn này chẳng còn một đứa đất nào. Anh em cứ thử vào cái cứ thử vào game game Free Fire mà xem, mẹ nó lúc nào cũng đông nghịt người luôn ạ. Buổi tối nhá, buổi tối anh em chỉ cần bén, anh em chỉ cần bén bảng vào cái chỗ khu vui chơi nhá, thì lúc nào cũng có người luôn ạ, đông luôn đấy, đông luôn là khác, đông lắm, lúc nào có người, nhộn nhịp kể cả tầm 3-4 giờ đêm các bạn vào vẫn còn người luôn nhá. 3-4 giờ đêm đấy các bạn vào vẫn còn người luôn, thế nó vãi nổi trên đấy. Còn bình thường dưới kia, còn ở trong đây á, vào chẳng có người nào luôn, chẳng có ma nào, tìm trận cũng lâu, tìm trận cũng khó luôn ạ. Dậy đổ xe này em nào, lên đi nào. Không leo lên đây rồi, không leo được lên đây rồi, không leo được đây thì có leo được lên đây không? Leo lên đây xem nào. Ồ, leo được, leo được, leo được, leo được, leo được, leo được. Rồi ok, thôi tôi sẽ trở về bên dưới nha. Ồ, rơi rồi, rơi rồi, rơi rồi các bạn ơi. Trời ơi, toang luôn rồi. Sợ cái đích gì lao thẳng xuống cho anh. Đấy, vẫn ok, vẫn cứ là ok đi. Ok luôn chứ còn gì nữa.
No problem, no problem. Không có vấn đề gì hết. Đi xe máy có vào được trong bên khu bên chúng ta. Để mình thử đi vào bên này xem nào. Đi được trước đúng không? Đi thừa sức. Sẽ xô vào đây. Mẹ nè, không lùi được vậy. Đây 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 đây. Đấy, đi vào chỗ này bay luôn được rồi này. Sợ. Được chưa? Ok, bay luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Bay ghê không? Ui. Đéo lại đổ vậy. Lên rồi em ơi. Sợ, drift luôn. Cái này mà anh em cũng nhả ấn ra không đi được nữa là nó cũng không đi luôn đấy. Đợt trước mình vào game này thấy nhiều, thấy còn đông đông người ấy, nhưng mà đợt này không thấy ai cả. Mình vào rất nhiều lần rồi, tự nhiên đợt này không thấy một ai luôn ạ, không hiểu tại sao. Không hiểu bọn nó đi đâu hết đấy các bạn. Mình cũng chẳng biết. Nên thôi kệ luôn. À bây giờ mình được phi xuống cái chỗ dưới hố này xem có lên được không nhá. Đây 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 đây. Đấy, lên được các bạn ạ. Không lên được luôn. Nhưng mà lấy đà thì mình nghĩ chắc chắn là lên được. Lên tốt đấy chứ. Sời, lên quá luôn chứ. Quay. Ui, đổ luôn này. Để tôi lao vào này xuống đây cái. Nào, lao xuống đây đi. Sợ anh em thấy được không? Cái đéo là nhảy ra lại không được vậy. Nhảy ra xe lại dừng luôn đúng không ạ? Nhảy ra xe nó dừng luôn. Ok, tạm thời cái game này thì đến đây thôi. Mình nói thật các bạn hôm nay không có người chơi. Mình chả biết làm gì giờ vào khu chơi nhé. Cứ lẩn thẩn của mình. Cứ lẩn thẩn một mình này không gì thằng điên đâu. Thôi thì ta lại quay lại ta đánh đấu trường chân lý nhá. Chúng ta lại quay lại đánh đấu trường chân lý mùa 6 nhá. Quánh cho nó vui đi. Ở trong này chán quá, chẳng có gì cả. Đang là vàng 3. Mình đang là vàng 3, 10 điểm rồi. Cũng khá là ngon đấy chứ nhỉ. Đang kiểm tra mất nhiều thời gian hơn bình thường. Đói có trận luôn này. Đấy. Ít ra thì nó cũng phải như thế này. Vào cái chiến một phát là có game liền luôn. Hẹn cả nhà 20 giờ đêm ngày mai. Bố vợ tôi là ông trùm. Ông trùm gì không biết. Lấy đường liên kết có thể chia sẻ. Để mình xem thử video của mình xem nào. Kênh số 3. Chạy đi mấy bro. Ok, Eco. À đâu, Eco lại đọc nhầm bố thành ok các bạn. Ok tí nị. Eco tí nị, cáo tiên. On out là cái gì? Tất cả giả. Cánh bạc vinh quang chính là mình. Hiệp sĩ Cú Bảo Thạch, Big Boy 2K2, Rùa Hoa Hồng, Tiểu Tiên Cá Chép, Cá Voi Hóa Chất, Mỏ Vịt Hảo Ngọt, Đảo Tí Nị. Tình hình này thì chắc đêm mới lại xong mất. Mệt mỏi vì học giỏi ghê gớm. Xong trận này thì mình cũng vô vào đánh luôn. Trận này mình chưa biết đánh cái gì nên quá. Đánh đấu trường có vẻ cũng ngon đấy. À quên đánh gì nhỉ, đánh pháp sư ấy, nhưng mà đen mình đen mình zone đéo bao giờ ra luôn ạ. Nói chuyện nói nghiếc năng anh em một cười với cái đái nữa. Để xem trận này như thế nào thì mình mới đánh được.
Bọn này đánh Zoder nhiều lắm, tại vì Zoder mùa này đánh rất là dễ, các bạn hiểu không? Zoder mùa này đánh thứ nhất là nó vừa dễ zone, vừa tiết kiệm tiền, tại vì cứ mỗi sau mỗi vòng đấu thì nó sẽ lại ra một con tướng Zoder bất kỳ như thế nữa. Các bạn có thể up lên level 3 hoặc là các bạn có thể bui đội hình tùy các bạn. Các bạn có thể bui lên 3 hoặc là các bạn có thể bán lên tiền cũng được. Cứ sau mỗi vòng đấu thì nó sẽ lại ra một con Zoner mới. Vãi nồi, trận này nó ra những cái gì thì không biết. Học viện, tái chế, nhà văn minh, thách đấu. Nói chung vẫn là phải ưu tiên cho thách đấu trước, xong rồi mới đến các cái hệ xong rồi mới đến các cái hệ khác được, chứ không không thể nào mình ưu tiên. Bây giờ mình đã biết là nó ra con gì đâu mà đánh đâu, đúng không? Mình chưa biết nó ra con gì để đánh. Nhận một chọn ấn, nhận một ấn này, xem nó ra ấn gì nhá. Chiêu ấn đế chế, ấn hộ vệ, ấn máy móc. Hay trận này đánh đế chế ta, ấn ngoại binh thì ấn hộ vệ. Máy móc có các con deck nào? Trận này mình chưa biết đánh cái gì nữa. Hộ vệ này, đột biến hộ vệ này, các thứ này, ấy hai hộ vệ này, loader này. Mình như mình nghi có nhà đánh loader rồi nên mình chẳng muốn đánh nữa. Hộ vệ này, ngoại binh này, nhà phát minh này, khóa kỵ này, hộ vệ này. Ô, trận này không nhà nào đánh loader hả? Nhà là trận này không ai đánh loader thì tớ lại xin phép tớ đánh nha. Tớ xin phép tớ múc loader luôn cho nó máu vậy. Trận này tuyên bố đánh loader anh em ạ. Nhà văn minh này, ba lô nơi anh em thấy được không? Được quá luôn chứ, đánh ba nhà, năm nhà phân minh cũng được. Mình thấy đánh trận này đánh năm nhà phân minh cũng ok đấy. Kassadin hộ vệ, Kassadin hộ vệ thì cũng bỏ thôi, nhận một ấn hộ vệ. Ngáo quá, đi nhận một cái tàng thư bí mật là cái deck thì biết. Ba Zoner này, mình vẫn muốn là bui lấy mẹ đế chế phải ngon không? Nhưng mà đế chế nó không ăn thua lắm. Ôi ra luôn này, vẫn nổi ạ. Trận này mình thì đánh Zoner phát xem sao, xem nó có ối giời ơi không. Ôi giời ơi không, em có ra cái gì không? Nhà văn minh tái chế này, bán con này đi, lấy con thần tượng vào, run run đơ múc bừa anh em. Trận này xoắn xiết cái gì nữa đâu, tầm này còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đéo hiểu sao mình đi mình lấy ấn hộ vệ là cái đéo gì cũng biết. Hộ vệ thì có con Xion, à biết thì đánh mẹ đế chế, đéo hiểu đánh hộ vệ là cái gì ạ. Rồi xong, Trần Văn cút luôn. Trận này mình không thấy nhà nào đánh Zoder. Đây nhà này, à không phải, có mỗi là mình đấy. Chính mình chứ đéo phải nhà nào cả. Quánh mẹ Zoder này, xạ thủ này. Zoder thì sẽ có những con, gồm những con Chitana. Đánh hai vệ sĩ thế thì bị kèm ấy rồi. Thế thì phải cho Chitana vào bắn này. Sợ đéo đánh mẹ Azuru trận này đi cho nó máu.
con này dễ lên 3 nhất này, con búp bi này dễ lên 3 nhất này, đầu game đã hai con búp bi rồi, đã thế zone 4 zone luôn cho nó máu, vẫn thua anh em ạ. Vẫn thua. Lấy đồ cho đấy nó bắn cũng được mà, con Hemminger nó bắn cũng ổn mà, hoàn toàn có thể đánh kèm pháp sư được. Pháp sư này, thuật sư này, pháp sư thuật sư này, đánh đánh vệ sĩ cũng được. Trận này lấy gì đây, lấy nước mắt, lấy nước mắt hoặc kiếm cũng được. Nếu là mình lấy này mà đéo được lấy mấy cái này vậy, mình chưa thấy ra con đấy, con này 2 tiền, đánh con ấy hơn, đánh con đánh con he mini ngơ hơn. Nói thật cả từ cái đợt nó ra mùa mới là giờ chưa bao giờ mình đánh con he mini đội hình 6 zoner luôn, thế các bạn chưa bao giờ đánh đội hình 6 zoner. Hài vậy nổi thật, cũng chưa bao giờ mình đánh zoner luôn ạ, không hiểu tại sao, tại sao thì mình không rõ nữa, nhưng mà mình chưa đánh bao giờ luôn. Hai hậu vệ cho Chitana vào, bán con này đi. Nãy giờ toàn ra cái đồ đéo gì nhỉ, không hiểu nãy giờ ra đồ gì luôn nhá. Chết, trời ơi, trên này là hỏng rồi đấy. Cứ như này thì làm sao mà đếp được máu, cứ như này là không đếp được máu đâu các bác ạ. Rồi xong rồi đấy, mẹ mới lao 2.5, như này là cút rồi đấy, sắp cút rồi đấy. Bây giờ ít nhất là phải lấy được con đấy. Ok, Chancellor cộng 100k, cộng 100k hả? Ok, 100k, cái gì ra cái gì đây, ra cái gì đây? Cái đéo gì nãy giờ ở nhỉ? Ôi chết rồi, nãy giờ sao mình cứ đánh cái gì ấy nhỉ? Chết cha, đánh chả nhìn đéo gì, cứ mẹ mãi mãi ấy, lên cấp thì đéo lên. Ôi giời ơi, nó đấm cho như này thì đánh cứ đéo là được. Mẹ chết, Roder chưa có đam chính này, chưa có móc quyết đánh phụ vào này thì làm sao mà đếp máu được. Chưa biết kiểu gì đây. Vấp hai rồi này, Leona học viện vệ sĩ không được, mẹ lấy ấn hộ vệ làm cái đéo thì biết đi ngáo thế. Nó chưa banh, cộng 100, hôm đấy là cộng 100 cái đéo gì chứ không phải là mình nhớ, không phải trả là cái gì nhóc nhớ được. Chết rồi, cái tình hình như này đâu hẳn là thấy cút dần rồi đấy. 4 zoner này, 4 zoner mà lại chưa thấy có con Lulu 2 này.
Lulu hai cái đéo gì cũng biết, có cái con nam chính thì đéo thấy đâu cả. Con tiếng chưa banh mà, con tiếng cũng chưa banh mình. Rồi toang luôn ạ. Toang rồi, toang rồi, toang rồi. Ai có ai làm ơn cho xin một con ấy được không? Chứ như này thì mình cút mất. Cứ như này là tôi cút mất thôi. Thế định mệnh nó, con ấy đâu, con Heminiger đâu, bỏ mẹ Gazian là luôn đi cho nó lạnh. Đây rồi, có Heminiger đây rồi, đếp được. Có Talik và có Heminiger là đếp được, không là chỉ có cút thôi. Đếp được không bạn? Hòa Vũ HP chưa, hôm đấy là 100 một cái khác. Cái con Leona thì em đéo thì có cái kia, đá cho nó phát. Anh tiến chưa đôn tốc A cộng 60k, anh tiến chưa đôn. Zoder. Ok. Đéo cái trận này ra đầu buồn cười thế nhở. Vãi nồi à. Ô cái đéo gì vậy? Ôi tao bị điên rồi các bạn ơi, tôi bị điên rồi. Tôi chịu rồi, trận này thua rồi. Nhìn đi anh em, anh em nhìn đi, tôi đánh đánh cái gì vậy? What? Ai cho tôi một câu trả lời được không? Mẹ mình chú thua 6 luôn ạ. À. What? Cái gì thế nhỉ? Anh tiến chưa đôn cộng 100, anh tiến chưa đôn. Hôm qua anh tiến chưa đôn để 00 giờ 51. À trừ đấy là trừ 60k, anh đôn anh tiến rồi. Còn anh tiến mới hôm qua anh đã đôn cho mình đâu. Đeo hiểu kiểu gì luôn ạ. Vãi cả này thì mẹ ảm du đơ, mẹ đu dâu. Chịu ơi. Mình cần cái nước mắt. Mình cần nước mắt, cho xin cái nước mắt nào. Mẹ thấp máu nhất tim mà đéo nữa. Đéo biết có cầm bách nổi không? Không biết có cầm mách nữa không. Anh em xem tình hình này có con mách được không, cầm mách được không. Chứ này là thấy bắt đầu cút rồi đấy. Lại ra dô đơ à. Đéo hiểu nãy giờ tôi ghép cái gì luôn ạ. Ai cho tôi cách ghép không được không? Đấy lại ra zone vãi cả nồi ạ. Định mệnh cái game này. Úp chế với nó đá, vãi đái ra. Lúc cần đéo bao giờ ra. Đây. Không thì phải bỏ con kia ra thôi, đánh 6 zoner kìa. Kỹ năng của Zeta tiêu ít hơn 20 năng lượng.
Rồi ôi bấm cái này thì chết rồi. Quánh nó đi. Đéo hiểu sao lại mẹ mày chơi được một cái trận nó ngớ ngơ như thế này. Chưa hiểu lắm. Vì muốn tiền rơi nhặt được cho bạn em xin lại ạ. À. Rồi tôi sắp cút rồi các bạn. Ui mẹ đánh sáu pháp sư thấy mạnh hơn đấy. Tề anh em đánh sáu pháp sư tôi thấy còn mạnh hơn rất là nhiều. Lại ra dinh lại còn chít. Tôi phải đánh sao ở trận này đấy các bạn. Các bạn cho tôi một lời khuyên đi. Mà nó 6 rô đơ đéo ăn thua. Cứ tình hình này tôi thấy đéo ăn thua rồi đấy. Bây giờ mình cần một cái giọt nước mắt nữa các bạn ạ. Nếu mà nó cho một cái giọt nước mắt và một cái kiếm nữa là hay nhất. Bắn nó đi. Đấy nó kìa. Rồi đúng rồi đấy. Bắn nó kia kìa. Đúng rồi cũng nó đi. Đúng rồi mấy thằng công cuối gặp nhau ngáng ngơ thật đấy. Không không là 51. Vẫn là ngày hôm nay. Chưa 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 sang nhà một ngày mới. Nghĩ một đêm vô quy khách qua đường bằng anh chỉ còn anh với em những mùa trăng lên cao vì hương gió không về. Vâng tại vì gọi là một phút bốc đồng cũng là cả đời bốc bốc cám các bạn ạ. Đúng thật là thế đấy. Một phút bốc đồng cả đời bốc cám là có thật. Ta đích về này. Ôi bỏ ta đích đi. Tập trung vào zone mấy con này nè. Hai pháp sư rồi cho lắp vào bắn được. Tầm này lắp vào bắn may ra còn đỡ được. Chứ lắp không vào là chỉ có cút thôi. Thề luôn. Mình đéo lấy được con nổ con hand vinegar thì anh em bảo đánh cái đéo gì. Bánh kia, ô kia nó nhả kia. Bây giờ để nhả nó như thế à. À, nó ít máu rồi chứ. Nó đỡ được luôn nhỉ. Ý một đêm vô quy. Mình đã biết mình có đếp nổi được không nữa các bạn ơi. Mà nó cứ cái tình hình này đếp các bạn còn đếp kiểu gì đây. Bây giờ mình cần một con búp bi nữa. Trận này đánh sai ngay từ đầu rồi. Trận này đánh sai ngay từ đầu rồi. Cứ làm sao được nữa. Đấu trường chân lý chấm gờ and candy. Mạng lag thế nhỉ. Rồi thua tiếp anh em ạ. À. Trần Văn Cút rồi. Nãy giờ đã được cái đồ đéo thì cho con thấy đâu chán mãi cả nồi rồi ạ. Đéo hiểu phải đánh kiểu gì nữa.
Anh em ơi, tớ phải đánh kiểu gì bây giờ? Anh em cho tớ một lời khuyên được không? Khả năng tớ phải thay lắp và đánh thôi. Rồi bây giờ có mỗi con vóc làm chủ lực cũng được. À, nhìn nó trâu vãi cả nồi ra. Nhìn nó trâu mà đánh đéo nổi luôn ạ. Ô, mẹ à, thế mà đếp được à? Thế mà lại hay à? Chưa hiểu cho lắm mà sao lại đếp được ở đấy ta? Khả năng cho Dinh đánh còn mạnh hơn nhỉ? Rồi, còn mỗi con lên. Ô, mẹ à, thắng được thằng tốc đầu luôn này. What? Khó hiểu nhỉ? Mình ít máu nhất cho mình ra cái nào anh em? Đúng rồi. Cái đậu xanh nó chịu luôn ạ. Chưa bao giờ thấy đánh một cái trận mà nó lại hài hước vãi cả đái như cái trận này. Bọn kia còn tám mấy máu, mình thì còn tám mấy mấy, còn có 22 máu. Mình lấy ấn sai ngay từ đầu rồi kìa các bạn kìa. Mình định đánh pháp sư nhưng mà ấn ra như cứt, thế thì đánh cái gì? Thế đánh mẹ nó học viện cho xong. Là Kitana. Bên nồi ơi. Vãi nồi ra không kiếm ạ, vuốt ma ám. Bây giờ lắc và không vào nổi nữa cơ. Giờ theo anh em lắc vào kiểu gì? Đội hình đang 6 rô đơ rồi. Đội hình đang 6 rô đơ này rồi là vào kiểu gì? Tôi chết rồi. Ôi mình thả nhầm đi đâu à? À hình như mình chưa thả hay sao á? Ôi kìa. Cẩn thận kìa, cẩn thận kìa. Mà nó bổ phát chết luôn ạ. Sợ quá, thằng này đánh 5 hộ vệ ông ạ. Chịu luôn đấy. Đánh đây thì búa thằng Tây đánh lại mày. Loại thua rồi. Em sắp cút rồi các anh ơi. Nhận ma xúc sắc ma thuật. Thử vận may. Ôi kệ mẹ nó phải đánh bừa đấy các bạn, giờ biết làm sao. Bây giờ biết làm sao bây giờ. Lắc thì bây giờ dinh đây rồi. Dinh thì bây giờ cũng chưa ra, để trận sau nhá. 48 vàng nữa thì may ra mới vào được trong top kia được. Mình là mình đang muốn ghép đồ cho mấy con này, chỉ cần cho con lắc con liếc này. Có mỗi một hai con lên ba này là văn đích thì cho đời đâu. Bắn nhanh lên cương. Thôi cút rồi, cút rồi. Xấu quá, tầm này còn chưa lên được gì, chết rồi. Toang rồi, toang rồi, toang rồi. Trận sau nhà em, tốt hai inbox, tốt hai inbox. Gặp vừa nãy gặp trọng là một này, gặp trọng vậy ấy thôi, nãy giờ chưa gặp thằng nào cả, thêm thằng nào cả. Phim kinh dị không dành cho người yếu tim. Yếu tim mà lại yếu chim gì cũng được. Bây giờ 30 phút rồi, 11 giờ.
tầm 12 giờ rồi. Bốn bốn sao có bốn nhỉ, bốn này, bốn thoát đèn quá anh em. Chết rồi, sắp tụt rồi đấy, mẹ có linh thú để đèn thế, mình đánh mấy con để đen vãi nổi cho các bạn. Không rồi, cái này là phải đốt vía ngay, cái này là khả năng là phải đốt đốt vía rất là cao thì mới may ra mình có thể là gọi là giải nghiệp này, nó gọi là giải đen đi các bạn. Bốn này, một này, hai, ba, một kênh, hai kênh, ba kênh, tám phút nữa, 36 cộng 8 là 44, là 44 thì là lúc đấy là tầm 44 phút thì tầm 12, vậy là tầm 12 rưỡi. Ok vào trận nào, cố gắng thôi anh em nào, không được cái top 1 thì cũng phải được cái top 2 đúng không. Chúc sinh nhật, chúc mừng sinh nhật EI chồng, bao giờ cưới sơn hai ngả, ok anh nghèo đâu cậu, người gian dối sẽ gặp người dối gian, đại dương là thằng nào trong cái thằng này ấy nhỉ, nói biết thằng nào nữa, nhìn cái anh nhìn buồn cười vãi cả nồi ạ. Và làm trung gian với trời trung gieo, nếu mà đúng ở đây ấy, thì chắc chắn nó là đây, ở đây này, nguyên đại dương quốc bạn, video từ dương, sai ngay từ đầu anh em ạ. Phải nồi trận này ra ấn là cái gì đấy ta, định mệnh ấn pháp sư là phải lấy phép đúng không, để xem nó ra con gì thì mình sẽ đánh đội hình đấy. Dạo này mình lại nghiệm những đội hình 6 pháp sư các bạn ạ, có thằng này đánh Zoner này, con này liệu có đấm nổi chúng nó không? Đây muốn ghép ấn pháp sư thì là ấn pháp sư cộng một cái phép ra ấn pháp sư, ghép khó một bốn được hai mình lấy được, bắt đầu lại ra kiếm này, ok định mệnh, định mệnh luôn à, nó ra hẳn cái ấn là chịu rồi. Nếu mà không có gì thay đổi thì mình phải đánh pháp sư, không phải đâu, nó không phải đánh pháp sư đâu, thì nó đến hết vào thì nó đến tầng lâu 3 thì mới biết được là thằng nào đánh pháp sư. Được cái nhỉ, cũng ra gì đấy chứ, kênh sạch không phải gặp hạn, mọi người không nghe làm ăn gì nhanh hơn tiền, đội bạn phải tính thêm có mức của bạn, tướng có sở hữu trang bị nhận 200 máu và 10 sức mạnh công kích,
Đơn vị được tính theo một mốc hộ vệ có được không? Lấy cái này đi, học viện này, nhưng mà cái tầm này nó đánh như này thì mình không chắc là có lấy được pháp sư không. Anh em nhìn đồ nó ra này này, phải nhìn thế, lại sát thủ với cả hộ vệ pháp sư, thằng này lại đánh hai pháp sư mẹ rồi, thằng này lại vào học viện nốt, lại trùng bài rồi. Trùng bài này đánh tiểu đéo gì đấy, đồ nghe cũng ảo ma Canada với nổi ra hài thật đấy, không biết phải đánh kiểu gì nữa. Cứ bình tĩnh xem nó ra con gì rồi xoay bài mà đánh theo chứ. Cứ tình hình này đánh đứng đéo, nhà đánh sát thủ này, đây nhà thằng này đánh học viện này, hộ vệ pháp sư, thằng này đánh ấn pháp sư, đội mẹ đội hình đéo gì cũng có người đánh vậy. Chết 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 như này chết. Hiệu quân chụp ảnh gọi là hơi fail một tí. Em nghe đọc không, anh nghe được hết thông tin không? 10:30 loa đọc hoang hoang. Cái gì ấy nhỉ? Mình thấy có một thằng nó ghép ấn pháp sư ở đây. Học viện học vệ thách đấu. Sát thủ ngoại binh bảo vệ pháp sư, không có vẻ thằng này nó đéo dồn được pháp sư thì phải. Dô đơ thuật sư này, cứ bình tĩnh xem nó vào cái gì thì mới đánh được nhỉ, chứ tầm này nó chưa ra đồ gì thì không nói trước được cái gì hết. Nói chung là cứ phải lấy găng, phải lấy cái găng này mới biết được anh em, không phải lấy cái phép này. Đây cũng gọi là phép học viện đây này, mẹ nó cứ ra đồ này thì phải lìn lắm. Nó cứ ra đồ này thì căng lắm các bạn. Em phải đánh kiểu gì nữa, thách đấu anh em nom xem này, học viện này đánh học viện, thằng này đánh thách đấu, thằng này đánh ngoại binh, thằng này đánh bốn học viện luôn rồi, thằng này đánh bốn học viện luôn rồi, nó đang zone được những la gen rồi kìa. Thằng này thì bốn pháp sư, thằng này thì bốn pháp sư rồi đấy. Đéo hiểu sao nãy giờ mình mất nhiều máu vậy. Đéo hiểu cái gì luôn. Cái găng kìa, cái định bằng mấy ngàn nữa nữa. À thì vô mình lấy cái phép vậy. Theo quan tâm tầm này nữa. Thằng kia anh muốn pháp sư rồi. Này đánh bốn pháp sư rồi thì mình qua đánh học viện vậy, chứ bây giờ biết đánh kiểu gì đấy các bạn, biết đánh kiểu gì đấy. Hai thách đấu, hai hộ vệ, mua lên con này mình ghép tạm đồ đấy. Trận này mình đánh ấy vậy. Thôi nói chung trận này xã vừa đi anh em, xã đeo thua thì tôi tí nữa comeback lo đấy đi, mà thầy đánh bốn pháp sư sợ phải nổi rồi. Hay đấy, hay đấy, mới có bốn pháp sư thì hơi yếu chút,
Thuộc 5 đánh 7. Ok. Rồi chuẩn bị hoài con A4 rồi đấy. Hậu vệ vệ sĩ. Bây giờ chỉ chờ nó vào quái sau thì mới comeback được. Bắn nó cái con này đi để đéo cho nó chật chội. Tốt 5 đánh 7 mất 60k. Đéo biết gặp thằng nào đây. Đéo biết gặp Tiến hay gặp cái thằng điên nào. Gặp ông Tiến cũng được. Trừ luôn. Gặp ông Tiến trừ luôn cho xong đi. Đéo hình châu vậy. Ôi giời ơi, thế này định điện đéo bao giờ mới xong. Tại chôn tim. 4 học viện, 2 học viện. Cố gắng đánh nhanh thì mới bỏ mà điếc máu thôi còn. Thằng này đánh sát thủ học viện đây này. Băng đảng sát thủ học viện bây giờ mình. Bây giờ quan trọng nhất là mình phải lấy được con rôn. Thì mình mới xoay bài được. Không lấy được rôn là. Không lấy được rôn là chỉ có Trần Văn Cút thôi. Trần Văn Cút và Lê Văn Té. Tốt. Đấy mẹ cái quyền năng của nó cũng được mà. Đấy à. Đồ ra hơi vãi lìn đấy. Thần tượng thuật sư lấy cũng được. Hai thách đấu, hai hậu vệ. Mình chẳng zone đâu, tầm này mình chẳng zone làm gì đâu. Có lấy Samira thì lấy thôi. Thôi nhưng đã hết mẹ tiền rồi. Cứ mua bán cái này thì lại thấy hết tiền rồi đấy. Hết tiền dần dần và dần dần để hết tiền. Cho con này vào học viện cho nó khỏe. Sợi, bốn học viện luôn ạ. Bắn căng lên em. Bắn căng lên cho anh. Đúng rồi. Mạnh ra lắm lúc cần cái 500 ma thuật thì đéo có. Lắm lúc đéo cần thì nó lại ra. Áp ồn, mạnh dụng côn. Leo ra này. Hy vọng sẽ tự ra. Đéo rồi. Bây giờ thằng này nó zone được con học viện là mình chết dở rồi. Đến. Thế cơ mà. Đâu có một thằng học viện ở trên mình mà. Mình mạnh nữa luôn thì cái gen này kìa. Cái gen 3 này kìa. Đậu xanh nhìn đến nữa. Thằng đéo là cũng sợ 3 học viện. Chối mẹ tỉ luôn. Nào đánh bài chồng. Còn nhanh đi em ơi. Bắn nhanh lên, bắn nhanh lên, bắn nhanh lên. Đậu mà cái thằng này nhóc thế hay này. Ôi mất bảy, mất ít máu rồi. Ôi trận này mất đều máu thế. Toàn xem máu nhau là có mỗi mấy thằng kia nhiều máu à. Lấy tiếp thôi. Kazen vẫn chưa lên 3 nữa. Chối tỉ thế. Hai con hộ vệ là mà một. Mình cần lên 7 sớm một chút. Không cái thằng này học viện này nó mà zone được. Ôi đấy nó đã zone được Fimra rồi kìa. What the hell. Cái trận nãy mình đéo đánh Fimra các bạn hiểu không. Cái trận vừa nãy mình đánh pháp sư thì định mệnh nhà nó level 5 nó lại ra con zone luôn.
một cái lúc mình đánh mình run run đéo tay nào ra được, mẹ nghĩ nó cay, đã nghĩ cảm giác uất 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 phát tức lên anh em ạ. Đây con này con gì nhỉ, mình vẫn còn đang thiếu mấy con ăn chưa đã vào đâu, nó đéo ra cay vãi cả nồi, cay thật luôn đấy. Ôi sao mình ra cút đi chết bây giờ, thằng gì đây chào màu ta, có mỗi bốn sát thủ này mà lại đéo có đồ còn lên vào một nữa vậy. Còn slot không các bro, còn slot không, slot. Trận này tôi lại thắng hả? Cho xin kiếm được. Tao ăn kiếm rồi con ạ. À. Thôi nhé. Thôi đi nhé bạn ơi. Ôi bạn ơi. 6 sát thủ này. Thằng này muốn học viện đã có kêu ra, đã ghép được con kêu ra vào đây rồi. Chưa hiểu là nó đánh cái gì đây. Mình chưa hiểu lắm nhưng mà thôi kệ bố nó. Tầm này nó đánh gì thì cũng kệ bố nó. Để vừa ra đi con này leo vào 2 rồi nè. Đéo sao là con Samina tụi đéo hết. Tôi phải làm gì? Tại sao mình dồn đéo ra nhỉ? Anh em nào hiểu không? Có anh em nào hiểu tại sao tôi dồn mãi không ra không nhỉ? Một cảm xúc cáu bẩn không hề nhẹ. Cay ấy, nó gọi là cay đấy các bạn. Cay vãi cả đáy ra ấy. Rồi thua. Nốt vào này đi rồi lên vậy. Lên cấp không? Không lên được cấp là mình chịu hết cách rồi, mình chả biết lên cấp thế đéo được bây giờ. Mẹ mấy con chủ lực dồn ra khó vãi cả nồi ra. Em cần đoàn kênh để chủ đề game mua ebook em kênh sạch sẽ không vận động ạ. Kênh sạch sẽ không vận động ạ. Trần Thị Linh Hàm Yên bắt quả tang hành vi sử dụng ma té tại khách sạn đéo gì đây. Ok. Rồi, Leona. Ta đi. Ô, hết mẹ tiền rồi nè em. Thằng này nó đã đủ 6 học viện này này. Nhưng mà sao nó mất máu nhiều đấy nhỉ? Hai hộ vệ, hai vệ sĩ. Kêu ra thì vẫn là kêu ra một không nói gì, nó đang đợi tiền là dồn đấy, đừng nói trước được gì ở đây. Bạn bớt cái này đi cái. Dồn là 7 mình còn thấy dễ lên, nhưng dồn là 8 mẹ khó lên vãi nổi. Để. Con này chắc chỉ cần lên 2 thôi anh em ạ. Lên 2 là được rồi. Lên 2 tạm thời là đến được. Vút cần mẹ một cái con bia ra thì có khi ngon. Kéo nào kim ra nè. Ôi giời ơi chơi chi đã bị nó sụp chết rồi. Mạnh nó nữa chứ.
mạch là mình bị con kia nó đấm. Nè, nó hơi đen. Vô rồi, vào đi pro. Tuấn. Tuấn, vô đi anh. Còn chần chờ cái gì nữa, không vô đi. Bốn học viện. Năm học viện. Đủ sáu học viện này chứ. Mà là như cứt thì mất mấy ảo ấy còn để ra nhìn như ruột phải đái này. Chả tác dụng đéo gì. Chỉ ấy là giỏi. Và ai cần nổi ạ à? Thằng đéo nó đánh con Blitz vậy. Khó chịu vãi nổi ạ à? Địch mặt mình còn một lít cay đéo chịu đấy. Hơi bị cay đấy, hơi bị Trần Văn cay, hơi bị Trần Văn Cú rồi. Nhưng mà bị... Rồi đánh con mát ra đi, thoải đánh ưng hoàng cấp. Ưng hoàng cấp này. Thằng này nó lấy được con Pura ba là chết đấy. Chưa biết ra còn gì đây mà đánh đây này. Lại ta đích. Trời ơi. Mà cứ thế này thì lại thấy cút rồi đấy. Mình lại thấy cút dần dần rồi 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 đấy. Học viện giờ đang thiếu kata này. Chưa thấy con kata đâu. Kazen thì level 1. Định mệnh. Có lắc đây rồi. À, bắn mạnh lên em. Ui mẹ mấy con tái chế cái mạnh thế. Đánh được em, cố lên nào. Nhóc chơi hay à. Công nhận là nhóc chơi hay thật. Hai ba giờ 11. 22 này. Lấy cái xe ô định mạnh thôi, chúng mày đừng có lấy con đấy của tao nữa đi. Rồi lấy được con này là được rồi đấy, hợp lý hơn rồi đấy. Bây giờ chỉ cần một con đấy ra nữa thôi là vào đánh luôn này, múc luôn không phải nghĩ. Lấy được một con rôn rồi. Gà gen nữa bên nổi. Đây cháu học viện hai thách đấu đây rồi. Vào một múc đi. Gọi là vét này, gọi là vét một. Phải cần đội hình 6 sát thủ ạ, à? Nhìn hãi vãi nhìn ra. Định mệnh nó đội hình 6 sát thủ, ôi dồi. Thằng này đánh cái gì thế này. Mày tao mà lấy được con nữa thì chết với tao còn ạ. Báo trước cho mày biết luôn. Hy vọng trận này là sẽ được tay chơi tem này, 6 học viện này, một phàm ăn này đây này. May sao nó vẫn kêu ra một. Không thì Trần Văn Cút nhận một ấn thách đấu. Nhận một ấn pháp sư. Nhận một ấn thách đấu. Ba thách đấu. Ba thách đấu, bốn thách đấu. Đơn vị cũng giới trang bị nhận 45 giáp và kháng phép. Lấy ấn thách đấu đi. Hai thách đấu rồi, tí kêu ra vào nữa. Nhưng mà tí phải lên được 9 cơ. Phải lên được 9, phải lên được 9. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi con gì anh em biết không?
Yuna này, Leona này. Trời ơi, thiếu nhiều con quá. Không biết đánh con gì bây giờ. Đang 6 học viện đây rồi, kiếm súng đây rồi. Bây giờ ít nhất cho tao vào một con đi. Khó khăn quá nhỉ. Trời ơi, lại gặp vương trào một ta rồi. Đéo gì 6 sát thủ cái này chết tôi không. Phải nổi à, ông này ông đánh 5 băng đảng á. Ui thế mà có khi nó thắng mình anh em ạ. Đéo đùa đâu. Ôi nó thắng thật này. Nhưng mà yên tâm, bạn cút bây giờ rồi. Và chứng minh những người thức khuya thông minh và sáng tạo giờ có những người khác. Chưa thấy giàu chị. Đi dạng ra để giàu. Vừa mới làm vài hôm kêu ca. Chưa thấy giàu mày cả sắp giàu. Làm ơn cho xin con lắc đi. Tầm này mà mình không zone được nữa là mình chỉ có cút thè luôn. Rồi nó lấy được Yuna 2 rồi lắp 2 luôn rồi ạ. Hay lắm bạn ơi. Rồi sắp thấy mùi cút ở đây rồi đấy. Sắp thấy mùi cút. Không có bùa cũng làm đếch gì cho đời. Rồi ôi lại băng đảng vệ sĩ nữa. Mệt mỏi quá men. Trời đất ơi, phải làm gì bây giờ? Gọi là vét cũng không có luôn. Chết rồi, tôi chết mất rồi. Cứ tình hình này thì cũng toang. Toang thôi, toang thôi. Anh chờ xong rồi. Chờ em ra đây là anh ra. Phong bị phong bị cậu má cái thằng gà rèn ba nó mạnh thế lại còn lắc ba nữa chứ. Cứ tình hình như thế này em không ngủ thêm, em thần thức tới sáng cho chị. Thằng này lên 8 chưa, nó vẫn chưa lên 8 đâu mà. Nhưng mà nó có con phiêu ra cái kìa, định mệnh như nó nữa. Rồi một thằng này cút. Chưa biết ai cút trước ai luôn đấy. Mình là mình cút trước đấy. Cả tè, cả tèo, rồi ôi. Bài này không độ rồi các bạn ạ. Mình chả biết đánh kiểu léo gì nữa luôn ạ. Mình chịu ấy. Mình chịu đấy các bạn ơi. Ngũ phù thủy thì này rồi đấy. Lại bị kéo cái định mệnh như thế nữa. Nó điên tiết thế không biết nữa. Ưng hoàng cóc mới chẳng ưng hoàng kép cái định mệnh như thế nữa. Còn con kia kìa. Còn nó nhanh lên. Mày ăn nó thua nó mới nhục chứ. Đấy anh em nhìn đi. Anh em nhìn zone đi. Rồi không ra. Nhất quyết không ra luôn ạ. Nhất quyết không ra mà nhất quyết không ấy luôn. Phần thách đấu cho nó cái quyền năng khổng lồ cho nó chém bây giờ thế đấy. Thôi up vừa rồi tầm này còn chờ đợi cái đích gì nữa đâu.
Mình đang đánh nhau thằng đéo là đây. Thì đeo nào, đây toàn học viện rồi. Đây, sau sát thủ. Độ ma này nó đỡ chán, đéo chịu được. Nó thật là chán đéo tả được luôn ý. Rồi, nó lại múc con kia, lạ cái đéo gì. Bỏ ra. Cái địch mệnh đã nghèo ngàn thì chứ. Thằng này nó lên 8 chưa? Cái đeo là lắp 2 zone 2 rồi, mình không zone được ra. Nó lại còn 8 con mẹ ăn học viện gì kìa. Mẹ điên thế nhở. Cày các bạn ạ. Cày đéo biết làm gì nữa. Ôi này nữa, chán. Chán kinh người, này thì không phải không chán đâu. Ôi thua, chấp nhận thôi. Game này nó không độ mình rồi. Game này không độ thì thôi cũng chịu, chẳng biết được lần nào mà đánh nữa thôi. Định mệnh nó toàn một, toàn level một. Nếu biết phải đánh kiểu cái kiểu gì nữa cho nó được. Rồi luôn. Đéo hiểu leo vào mấy đây. Mình top mấy vậy? Đứng thứ 5. Trừ 3 điểm đây. Lại giáng hạng. Cái đậu mẹ này đâu. Tè với anh em luôn, đéo hiểu sao mình đánh cái này đen đen đéo chịu luôn ý. Mình run đéo tài nào, không tài nào ra được con ấy luôn. Định mệnh không lên nổi con Q2, cũng không lên nổi con Zone 2 luôn. Thằng đéo nào nó cũng đánh học viện, chán mấy gì vậy. Đéo lên nổi bài luôn các bạn. Đấy, đánh của đéo gì không? Để căng anh em ơi. Xem bài nó ra cái gì thì mới lấy bài đánh được. Chưa biết đánh kiểu gì đây nhưng mà đánh 1 này, 4 này, 4 này, 4 này, 2. Chạy đi. Bạn ra góc à? Thách đấu. Không đéo nặng đánh thách đấu. Hóa kỵ sát thủ. Tí soi bài xem chúng có thằng nào đánh trùng bài mình không nào. Mình đem vẫy lìn ra zone có ra đâu các bạn. Zone đéo ra nổi luôn. Đéo biết đánh thử gì. Thằng kia nó zone ra được lắp 2 lắp tiếp. Ôi mẹ trận này khả năng đánh pháp sư được này. Đơn vị có nhiều hơn máu nhận sức mạnh công kích của chúng đi 50%. Đánh bánh pháp sư được ấy nhỉ. Khả năng trận đánh pháp sư tốt. Nhưng trước mắt cứ phải soi xem có nhà nào lên pháp sư cũng đã. Hộ vệ này.
hậu vệ này, học viện, nhà này lại đánh học viện rồi, thách đấu. Đây nhà này cũng học viện nốt, một nhà học viện, một nhà học viện này, hai nhà học viện. Khả năng mình đánh pháp sư thôi. Rồi trận này đổ đánh pháp sư rồi. Hóa kỵ sát thủ. Ngoại binh hai dô đưa này, ba pháp sư. Khả năng trận này đánh 6 pháp sư cũng được không? Khả năng trận này đánh đánh 6 pháp sư là mình thấy ngon đấy. Và con chuột tầm này bắn được, tầm này bọn nó yếu mà. Tầm này bọn nó yếu, con chuột nó xả xả pin thoải mái luôn đấy. Trận này là không phải nghĩ luôn. Pháp sư xem nào. Ra con gì tiếp đây? Không nhà nào đánh pháp sư thì tôi đánh vậy. Tài chế nhà phát minh. Dô đưa xạ thủ. Ở đây cũng mỗi một con dô đưa. Ra con cấp 2 cũng được này, ra con cấp 2 đi. Ra cấp 2 đi cho người ta đánh. Đưa xạ thủ. Cho hai con dô đưa vào cũng được. Đánh tạm vậy. Chuột bắn vẫn ok chứ. Chuột bắn ok được. Mình cần cái bùa năng lượng nữa, mình cần mỗi kiếm một cái phép nữa, một cái bùa năng lượng nữa. Đồ chuẩn cho con bác là chịu đòn đã. Ở game này con bác là con chịu đòn rồi, không thể nhầm lẫn được. Ở đây hóa kỵ ba pháp sư. Nhảy một tầng vào giữa cho anh, nhảy thẳng, nhảy bổ vào giữa mặt chúng nó nha, không phải xoắn như cái thằng này đâu. Thằng này đánh cái đéo gì đây? Chuột bắn đi, chuột bắn đi, ai ơi nó hất cái đấy của mình kìa. Chuột bắn mạnh lên, chuột bắn mạnh lên rồi. Bắn nhanh lên rồi xong rồi cút luôn. Con này là hơi yếu. Lấy cái bùa năng lượng này, lấy cái năng lượng là đẹp, năng lượng học phép được, ưu tiên lấy năng lượng hơn. Đéo được ra luôn ạ. Vãi cả lìn á hả? Sao mình không lấy máu nhỉ? Tại sao mình không lấy máu ta? Pháp sư này. Đấy, bốn pháp sư đấy, đánh đi. Nhà phát minh hóa kỵ, nhà phát minh ba, nhà phát minh gồm có con đấy nữa. Con này thì level 1 chả nói làm gì, bán hai con này đi lấy hai con nhà phát minh được.
Ôi giờ yếu thế nhỉ, chết dở yếu quá. Ôi giờ nó bộ chết rồi, mất cả khá máu rồi đấy, được lắm một cỏ. Đội hình tuần một thôi, đội hình tuần Trần Văn một. Pháp sư mình nghĩ đầu game mình cho hai con vào cũng được, thêm một con nhà phát minh nữa. Nếu mà toàn con level 1 thế, nếu kiểu kiểu gì ấy. Mình cần thêm con Hemidiger nữa. Tạm thời sẽ là con Hemidiger đánh đánh hai nhà ba nhà phát minh. Ôi giời ơi, con đấy kìa. Đi cho nó phát nữa. Chết dở. Anh em nhìn xem nó đấm cho có trượt cái nào đâu. Nhưng mình thấy đánh 5 nhà văn minh có vẻ là khỏe hơn mấy nhà văn minh đấy. Anh chờ xong rồi, chờ em ra đây là anh lấy phòng bị phòng bị. Tạm thời sẽ đánh ba nhà phân minh đi. Tí nữa khỏe khỏe thì bui được, bui vào thì lấy 6 pháp sư. Rồi độ luôn, độ luôn, giáp luôn. Nhà hợp lý luôn còn gì nữa. Quánh ba nhà văn minh trước. Ba pháp sư. Hai dư đưa. Đéo là con này lại ngồi xuống dưới vậy. Cái gì nhỉ? Tạm thời cho con này nó lia này được này. Quánh nghe đúng rồi. Vật nó đi. Bọn này nó có mấy cái sân đấu, sàn đấu nhìn đẹp nhỉ. Bọn này nó có tiền nó mua mấy cái sân đấu đẹp thôi. Hợp lý luôn nhưng còn gì nữa. Đéo nào nhỉ, nãy giờ cứ hài hài hước hước sao á. Nhẹ. Nó đưa đâu, mình vẫn chưa đủ ba cơ đưa luôn hả? Còn thiếu con nào nữa? Thiếu con Lulu. Đây này, này nữa. Thêm con Lulu nữa là đủ rồi. Động xanh như này nữa. Bắn mạnh lên em, bắn mạnh lên. Được, ok được đấy. Nãy giờ vẫn mình vẫn chưa zone được ra con ấy. Pháp sư bắt đầu với một lá chắn tương đương ấy. Đây rồi, có vẻ là hợp lý hơn một tí rồi đấy. Hóa ra nãy giờ mình vẫn chưa lấy được một con zoner nào. Đây rồi, đưa thuật sư đây, bỏ con pháp sư ra,
Ba nhà phát minh. Bánh tạm đấy các bạn ơi, tầm này còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu ở tầm này. Đây rồi. Đủ đồ cho con này nó bắn rồi đấy. Hai pháp sư rồi. Thôi xong rồi. Định mệnh bị kéo như này là chết ở nữa. Ủa ơi, mẹ mình được quá nhỏ. Được bạn ơi. Bốn số đưa rồi, cho một con số đưa ra là được. Con dinh vẫn là pháp sư, cho con thuật sư này ra là được bốn pháp sư đấy. Để cái phép này, lấy cái phép này thì lấy cái kiếm là được. Vậy cái lìn mấy thằng này nó cứ chạy chóng hết cả mặt lên. Mẹ là bọn mày nữa. Chóng hết cả mặt định mệnh. Sốt cả ruột. Mạnh 3 đế chế cũng được đấy nhỉ. 4 pháp sư. Lên 7 là được 4 pháp sư đây. Có thuật sư nữa thì ngon. Thôi cứ kệ nó, để mấy trận này đánh. Game mới này bọn nó hay có ấy lắm. Để mình xem nào, lấy được cái phép cũng được, lấy được cái kiếm cũng càng tốt. Đỏ ma mấy cái thằng này, ôi dồi ôi, nó sốc kìa. Thôi xong rồi. Thằng The Black này đánh cái gì vậy? Bốn nhà phát minh à? Mình không biết có lấy được nổi con lắc không, như là con trọng. Bốn nhà văn minh này, rồi đưa học giả pháp sư. Đây dinh đây rồi, cố nốt rau này đi lên 7, dồn đến lắc, dồn đến lắc với mấy con pháp sư kia nữa. Có sao quên đây rồi, nốt rau này. Gắn nốt rau này rồi vào thôi, rồi lên thôi. Toàn một thôi. Đánh giá đội hình của tôi toàn một. Tôi xong rồi, bị kéo rồi. Toang rồi đấy. Rồi xong toang rồi đấy. Anh em nhìn là thấy toang chưa? Mẹ mày con này chết. Con chủ lực chết là thấy toang rồi. Bắt con này này, định mạnh đấy, cho được khóa đồng hồ nó đi. Ôi kiểu gì thằng này sẽ chết. Rồi ra lắc này, nice, ra lắc là nice rồi. Ra lắc là đánh được 4 pháp sư rồi, nhưng mà lại mất đi một dô đưa, mất bố đi, mất một con dô đưa thì nó khó đánh nhỉ. Kể đấy là cái kiếm thì ngon hơn đấy. Năm trăm đối tượng sử dụng các thằng ghi Linh Văn Quyết sinh năm 1998 đều thường trú tại cái ngoài công vụ, trái phép cơ quan thu giữ một gói giấy bên trong chứa bột thể một chấm và hai viên nén. Không hiểu lắm. Ra gì đấy? Heo ôi. Lấy hai cái này được không?
Ừ, được cái này được đấy nhỉ. Lắc nữa này, khả năng phải lấy lắc chứ còn gì nữa, chờ đợi cái gì ở bên này. Rồi ôi nó ra lắc cái kìa, lấy lắc đi. Rồi được rồi, bắt đầu được rồi đây. Đội hình 6 pháp sư của mình phải ra quân rồi. Ji-hun, 4 học viện thách đấu. Ghê giỏi, ghê giỏi. Năm pháp sư. Hỏi mấy con này bán hết đi thôi. Mấy con này để chả làm cái gì. Lắc nữa này. Swain này. Oriana thuật sư tái chế học giả. Máy móc thuật sư. Chưa đánh đã hãi luôn rồi, đã cút luôn rồi. Để lên 8 thôi. Nãy giờ chưa có Taric nhỏ. Công nhận nãy giờ chưa thấy Taric. Thuật sư tái chế. Chưa biết đánh kiểu đéo thì trận này đây. 2, 3, 4, 5, 6. 3 du đường, 2 thần tượng, 2 thuật sư. Tái chế, mình có tái chế không? Tái chế học giả, mình cũng không có. Có con này học giả thôi. Zana. Rồi xong. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Đang thiếu mất một thuật sư đây này. Cho em xin một thuật sư nhé. Cho em xin một thuật sư nhé anh ơi. Tinh 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 tinh. Lấy máu được. Lấy năng lượng này cũng được nè. Ô sao mình không lấy con sờ quên nhỉ. Quên 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 quên. Ôi sờ quên chạy vào game trận này đâu cần vào game trận này làm gì đâu nè. Đéo nó mát ra hai thì đéo cho vào. Vẫn sinh một luôn ạ. What? Nãy giờ cái game gì không biết. Vẫn giáp một Zana này, hai Zana này, thuật sư. Bắn con này đi. Cố lên nào. Con Zana đổ cũng được đấy. Lắc nó bắn hết, tầng này lắc bắn được. Mày cả con Zana đánh khó chịu thế. Anh em biết đồ bây giờ có thì áp luôn nhiều cho con. Có đồ thì bây giờ sẽ áp cho con. Bây giờ mình cần lên 8 sớm một chút. Trong quá trình tại hiện trường đối đối tượng thu và niêm phong với quyết định. Quá trình quan sát khẩn cấp, túi nhỏ bên trong chứa 14 viên nén, tôi đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Nhận một sách ấn. Ui ôi, toàn pháp sư được mà sợ thế nhỉ. Ghê gớm luôn đấy. Nãy giờ phải cứ thật. Khiên cổ ngữ, kiếm phép, gây thêm 50 sát thương. Ok.
Nãy giờ làm cái gì ở đây ấy nhỉ? Bây giờ mình cần đồ để lên cấp cái. Pháp sư Zoder có thể sẽ up vào chiếc tư phép, có thể up được vào chiếc tư phép hoặc là con ấy được nè. Dồn lên 8 nhanh nhanh một xíu mà còn đánh không thì chết. Bắn bắn bắn, ui rồi ui giời ơi, ui giời ơi. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, có sao không? Mình tính bộ đội thế là thường. Rồi xong ra này là phải lên thôi. Lên 8 nhanh mà zone với con ấy vậy. Lên 8 nhanh đánh hai thần tượng. Hai thần tượng thì có Sapphire. Sapphire nó là học tổ học giả thì phải. Sapphire nó là thuộc học giả. Sapphire mình nhớ là nó thuộc thần tượng. Mình chỉ nhớ nó là thuộc thần tượng, còn lại không nhớ nó thuộc cái gì, không nhớ lắm. Nhà phân minh. Biết mà lại. Thế đéo là nãy giờ tôi vẫn không run được con ấy vậy. Cái gì vậy trời nhỉ? Lên 8 zone này, tích tiền lên 8 zone thôi. Chăm chỉ tích tiền và zone. Cố gắng tích đến vào vài round. Vài round là nhảy vào zone thôi. Rồi ôi, nhìn kìa. Bắn mạnh lên. Bắn mạnh lên. Trời ơi vẫn thua nó kìa. Cày đấy, cày đấy. Ôi tự để cho chúng nó xử nhau đây. Lại dinh. Rồi cuối cùng cũng ra là con dinh. Hài vãi nồi. Cho Zana vào trận. Zana vào trận là hợp lý rồi. Hai thuật sư, hai thần tượng. Máy móc thuật sư tiếp nè. Khả năng thay con Lulu hoặc con ấy cũng được. Thôi xong rồi, lắp kéo rồi. Ôi lắp bắn, ui ôi lắp bắn nè. Ui ôi lắp nó bắn. Mẹ bắn kiểu đéo chừa thằng nào luôn ạ. Bắn kiểu không thương tiếc. Ghê vãi nổi. Công nhận ghê thật. Kể lấy được hai cái ấn thuật sư đã chỉ ngon đấy. Mà tình hình này thì cũng khó lấy lắm. Khó lòng mà lấy được. Kylo thần tượng này. Mahaza không cần. Lấy Taric này. Trời ơi, mẹ nó hài vẫn nổi ra kìa. Lulu hai nữa này. Nhìn đội hình bọn này chán mẹ luôn ạ. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Bắn liên tục. Bắn liên tục. Bắn liên tục. Bắn liên tục cho anh. UAV à? UAV 5 nhà phát minh, 3 thuật sư thì cũng cút. Đây rồi. Đây, bạn ơi. Đây bây giờ phải lấy được con, phải lấy được con Victor kìa. Mẹ con trùng cuối đấy phải lấy được.
Kéo nó sẽ có con Victor nhỉ, Victor lại cứ dính hóa kỵ, ghét kéo chịu được. Lại ra Ruby vẫn nổi, đéo hiểu ra Ruby là cái gì, hài hước vãi nồi ra. Đấy, con Zoder này cũng được này. Để mình xem thế nào. Bây giờ có đồ chủ sở hữu là hóa kỵ. Mình có hóa kỵ không? Hóa kỵ đéo con nào. Giờ kiếm luôn ra đồ cho đi bắn nhỉ. Ôi ôi đau thế, đã đủ tiền rồi. Thế con bác này định mệnh nó dồn ra một đống bên kia thì đéo ai đánh được, đéo ai đánh nổi nó luôn ạ. Lại ra dinh sầu ai này lắp này. Pháp sư tầm này cũng chỉ tầm này thì chỉ lấy con ấy ra thôi chứ còn gì nữa. Hai thuật sư, hai tái chế, giỏi ơi, ôi giỏi ơi. Ui ôi, đéo chúng đỡ nổi luôn á. Black Pearl. Có ai sắp cút chưa? Từ nãy giờ các bác sao chưa thấy ai cút hết vậy? Top 3, công tổ top 6, 180, 60. Canada đấy. Mình đã biết bằng này đồ thì ghép được cho con gì đây? Hài vãi nồi đồ ạ. Hay lắm, khá khen cho mẹ mày. Thần tượng mà lắp hai nữa hả? Để mình xem nào. Bắn mạnh lên, bắn mạnh lên em. Đen quá, đen quá, đen quá. Người trả ơn cứu vật, vật ơn trả. Cái này là vẫn phải đánh, tiếp tục đánh chân nữa đúng không các bạn? Ui định mệnh. Đeo cái này xong cảm giác loạn mẹ thịt luôn anh em ạ.
Thôi đéo đeo nữa. Quyết định là để lên như này thôi. Giời ơi, này đánh tụt tụt đấy nhiều thật đấy, chuột chui mũi mềm. Đánh một round nữa thì mới ra mới xong. Tình hình này đánh hơi bị khó hiểu không, tại vì đánh camera ghi lại cảnh tượng kinh hoàng rất nhanh và dứt khoát, rất nhanh và dứt khoát. Rồi làm sao nữa, ngồi đây làm gì nữa nào, cái gì vậy? Rồi rất nhanh và dứt khoát. Rồi ném chìa khóa vào cốp xong đóng cốp lại. Hàng Trịnh Xuân Nghiên cũng giống mình nhờ, chọn khóa mấy lần rồi. Rất mạnh mẽ, cũng bị một lần, má nó thốn. 120 nhưng vẫn không bằng tay quen. Thằng em nó mồm mẹ, may quá đi. Ghê gớm, ghê gớm. Toàn anh em dân mua mẹ thế này thì chết dở rồi. Cái gì ấy? Ô ship đơn kè. Mẹ đánh tụt tụt. Mẹ vừa lên được bằng bạc 4 trong đánh. Đánh tụt quần xuống luôn đi. Sẽ để top 3 à? Thằng Sa Lô vào top rồi. Ghê gớm nhỉ. Ghê gớm, mẹ ẩm lại 6 phát sư. Còn mát ra 3 quả phết. Con swing 3 cũng khỏe. Nhưng mà sao nó cũng rốt lên đấy thì giỏi nhỉ. Cái gì? Top 3 Trang Sa Lơ, Alcandi 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4 AU NB này, Trang gặp sắc mặt loàn này, ăn cần đi gặp phong tổ. Hỏi chuẩn 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 chuẩn. Này được bao nhiêu rồi ta? 150. Phải nổi nhận được có 150.000. Như ship. Rồi anh mới lấy được cái kiếm. Không cần tính, chỉ 50k. Là 150 cộng là 201. 160 là 100, là 150. Nó làm được một trận win nữa là ngon. Hai trận nữa. Bây giờ mới có bao nhiêu? Bây giờ mới có 12 giờ, lo cái gì? Thoải con vẻ mái đi. Gazen học viện này, cảnh binh xạ thủ băng đạn pháp sư. Rồi ok cho con vào đi. Chết sợ toàn nhầm lẫn rồi. Samira cầm đồ là ok đấy. Cái gì đây? Crab đậu xanh như này nữa. Tả ma Canada vẽ nồi. Hai máu. Nhỏ nhưng có võ, có khi lấy cái này để ngon. Anh em mẹ. Hình như là thế á. Cũng không rõ nữa nhưng mà chắc là vậy đấy. Cho ra cái kiếm đi. Cho ra cái găng như mấy bộ ạ.
cho ra răng kìa, đừng 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 cho ra cái nữa. 5 vòng là hồi 10 máu. Được cái chứ. 10 round là hồi 20 máu chứ đùa. Rồi, ra kiếm luôn ạ. Chưa biết đánh gì. Và thách đấu hai liên xạ, đánh thách đấu trước cũng còn đếp được, đánh nó sang video này còn đếp được, chứ đánh mấy con kia là hết đếp luôn anh em. Đánh mấy con kia là chỉ thấy thấy chân vẫn ổn thôi, chứ có thắng được đâu. Mà nó gặp mấy đội hình pháp sư của mình đánh nhưng mà toàn thua. Thật công nhận đánh toàn thua các bạn ạ. Đánh có được thắng mấy đâu. Hưng Thịnh à? Hưng Thịnh với trả Hưng theo. Đến ra mấy rồi, trận này là đến ra thứ hai đúng không? Roder thuật sư thần tượng hộ vệ áo đài kim thạch à, lấy cái một con học viện ok cho chúng nó đánh vậy. Tầm này ghép đồ mệt lắm anh em ạ, tầm này mình chả biết ghép đồ kiểu gì nó hợp lý đâu. Cái gì kìa, nhà phát minh à, nhà phát minh lại còn vệ sĩ với cả ấy kia, hay nhỉ, ghê gớm ghê gớm ghê gớm. Ui nó bắn cứ phải gọi là không trượt cái nào anh em ạ. Hồi máu này, round này lại hồi máu này, 94 máu lại hồi thêm một máu này. Đấy, hồi máu đấy, anh em nhìn thấy cho hồi máu này. Cũng hay chứ. Cứ này chả mấy chốc là lại đầy máu. Chết chết chết, mẹ đội hình này thấy nó ổn thế nào cả. Đánh tạm thôi các bạn, bây giờ mới đánh được gì toàn một thế này. Đồ thì cũng không ghép được. Đồ thì bây giờ không ghép được rồi. Chẳng biết ghép cái kiểu gì bây giờ này, khó khăn quá, khó khăn chồng chất khó khăn. Cay thế nhỉ? Mixi Mixi Gaming cay thế nhỉ? Giá nhiều mặt hàng sắp tăng mạnh vào cuối năm, đa số doanh nghiệp sản xuất đang gặp thách thức không nhỏ trước bài toán xăng dầu ga nguyên liệu. Mặt hàng nào cũng tăng giá, trong đó dầu ăn là phụ liệu tăng cao nhất khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2020 và dự kiến còn tăng cao hơn. Ấy, lấy cái gì đây? À, lấy găng, lấy găng, lấy găng. Lấy găng kìa. Ấy, nhanh chưa? Đấy, chuẩn bị là hồi máu tiếp này các bạn này. Nào, ra nhặt đi cái thằng đó. Đéo thêm nhặt máu à? Thằng này nó đéo thêm nhặt luôn thì sao anh nhỉ? Ô nhưng mà nó đánh cái đấy là mất máu đéo nữa đâu. Mình lại hồi máu nè. Đấy anh em thấy chưa? Cái gì đây này? Tướng 1 và 2 tiền nhận 50 tốc độ đánh và di chuyển. Đây thằng này có một thằng có linh thú này. Một thằng có linh thú. Hai ba ba thằng thằng này thế cái gì ấy nhỉ, bây giờ tôi đánh cái gì các bạn ạ, đỡ hiểu luôn ạ. Đế chế sát thủ này, băng đảng vệ sĩ, nãy giờ tôi để quên mất tôi không nhìn nhưng mà tôi không có học viện. Nãy giờ có học viện đéo đâu, đéo hiểu cái gì ạ.
Bây giờ mới để ý là không có học viện. Hài hước vẫy nổi ra. Đây giờ mới ra một con học viện. Đáng hiểu tôi đánh cái gì nãy giờ không biết. Kata thì khỏi vào đi. Con này đầu game vào đây không giải quyết được cái gì đâu. Thật. Thật với anh em luôn đi. Băng đảng sát thủ bởi hộ vệ vệ sĩ đấy, ít nhất là phải như này thì mới đánh được. Pháp kiếm cho nó đánh đi, nãy mình vui tạm thôi, mình có định đánh được hình đấy đâu. Cô kìa sẽ để nó đánh AD như thế, trời ơi chán với ông này ghê. Định mạnh thôi mất mẹ một đống máu luôn rồi. Tôi bị cay rồi đấy. Nhưng bây giờ biết làm sao. Băng đảng vệ sĩ này, hộ vệ điên sạc. Đấy giờ đéo hiểu đánh cái gì luôn ạ. Bây giờ mình cần ít nhất là 4 học viện. Mình để ý trận này không có một thằng nào đánh đánh học viện cả, mà mình lại không ra là con tướng học viện. Đéo hiểu cái gì. Có mấy thằng kia có tướng học viện kìa, nhưng mà hình như nó đánh hộ vệ với liên xạ thì phải. Ra cái gì đấy không biết. Đánh nhanh lên cái mấy bộ rồi. Mình đánh chậm vẫy nồi ra. Lại ra găng. Đấu sĩ này, toàn một thôi. Không hiểu cái gì luôn ạ. Ngoại binh này thách đấu rồi này. Ngoại binh này thách đấu này liên xạ này. Lấy vừa đi được con nào thì được anh em, không được thì thôi. Không được thì phải chịu. Xếp đội hình vừa, mình có biết xếp đội hình đâu. À, nên gì cũng đòi được này. Tí thêm cho nó cái ba tia nữa đó. Được, được. Bắn nhanh lên em, không chết bây giờ. Ôi nhổ con chó kia nó khả phi nhổ kìa. Nó khả phi nhổ kìa, bắn nhanh lên. Đúng rồi. Hít ra thì nó cũng phải thế chứ nhỉ. Không thế thì có mà ăn tế luôn. Blitz Clank 2 Zone 2 hộ vệ lúc cần thì đéo bao giờ ra luôn, đéo hiểu kiểu gì. Game rất vẫn nổi nhỉ. Queen 2 kìa, Queen 2 rồi ấy 2 kìa. Mong trận này thắng để mà đánh nè. Bỏ học viện nhưng được học viện đang yếu, hơi yếu. Rồi tốt, kéo cho nó đi. Nice. Lấy cái ba tiền cũng được. Bây giờ đang cần một cái kiếm này này. Đủ tiền. Đủ tiền lên học viện 3 rồi. Sáu thách đấu đánh kèm với 4 học viện cũng được. Đội hình của bạn được tính thêm là một mốc học viện. Rồi, 3 học viện. Đâu mà học viện nữa nhỉ? Đâu mà học viện nữa nhỉ? Không biết là đâu mà học viện nữa thì không rõ. Đây, lêu ra đây rồi. Có Leona là ngon đấy. Có Leona là múc tốt. Bây giờ thiếu Samira thôi. Xem mấy thằng này xem nào. Đấu sĩ. Định mệnh nhìn mấy con đấu sĩ là nó nhìn thấy hãi rồi đấy anh em ạ. Nhìn chun camera luôn rồi đấy. Đánh cảnh binh nhá. Có thằng nào có đánh cảnh binh nhá.
À, cảnh binh là con Vi với con Kaylin, là hai con đấy là cảnh binh. Hình như nó lấy thêm một mốc cảnh binh nữa, không rõ thế nào nhưng mà đại khái là như thế đấy anh em. Mệnh mệnh mất hơi nhiều máu nha. Nồi ạ. Lấy kiếm được nè. Lấy kiếm đi. Thôi. Tầm này định ra sớm ra muộn làm gì đâu mà. Đấy, gặp phép đi. Ghép đồ cho xong rồi bố đi. Đội hình này nãy giờ toàn một thôi. Mệnh nhá, đéo run một con học viện là anh không biết rồi đấy. Không hiểu nãy giờ đánh cái gì luôn. Không hiểu luôn. Ở đây có mỗi 3 học viện, 4 học viện. Tạm thời như này thì đã thôi. Vâng. Ngô Wick thách đấu hai này, Elite 2 này, thách đấu 2 này. Ôi, để tiền lên cám thôi, lên cấp thôi, mình không dồn nữa. Còn nhanh như mấy ba. Thì con Kali 1 sao nó làm việc tận lực cái gì à. Mấy anh em nhìn học tập nha. Rồi, ok. Rồi, lấy được 2 Elite là được rồi. Tinh lung linh kéo thằng này đánh đội hình đéo gì đấy, đội hình nó đéo du nơ cũng đéo cái gì cả. Hai lãnh nổi tôi cũng không hiểu mà tôi cũng khả năng tôi cũng không muốn hiểu. Bây giờ đang tích tiền để lên cấp anh em, ta đấy thì cứ để sẵn ở đây vậy, cố gắng trận này không ấy là được khoảng 90 máu đấy. Cứ mỗi round 12 máu, 5 round là phải được 10 máu rồi. 10 máu là nó là cả một vấn đề ở trong cái game này, để các bạn hiểu không? Chứ không phải đơn giản nó chỉ là 10 máu đâu. Lắm lúc các bạn lật kèo chỉ với 1-2 máu thôi, chứ đừng nói đến những 10 máu. Lại đế chế, lại băng đạn. Độ mẹ này nữa. Gặp mấy thằng này thì mệt rồi. À, mấy tầng này nó mạnh ghê. Cái này là cái gì đây ta? Rồi, Samira đây rồi. Đánh đéo là còn một bốn vàng này đánh đéo gì? Còn một bốn vàng này đánh đấm ai? Học viện thì chưa ra được con nào hay sao nó nốt. Cho xin cái kiếm. À, cho xin cái cung đi, cung gỗ. Ôi ra dép rồi. Ôi giời ơi, lại là kiếm căng nhỉ, căng nhỉ, căng nhỉ, căng nhỉ, căng nhỉ. Thôi kệ bố nó nha, tầm này còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Lên múc đi. Rồi nó đã có phiêu ra luôn rồi ạ. May là phiêu ra một, phiêu ra hai chắc thì nó đâm tận em. Đậu xanh nó toàn mấy cái con dị biến ở đâu ra vậy? Ai cả nồi phiêu ra kìa. Ôi ôi nó quật cả tim luôn kìa, sợ thế. Nãy giờ mình mất hơi nhiều máu rồi đấy. Thế nếu giờ mình mất máu vậy. Hay nhỉ.
ba học viện hai thách đấu. Sao nãy giờ mình không lấy nổi một con rôn nhỉ? Định mệnh nhục đéo chịu được, đéo lấy nổi một con rôn luôn. Hai con đam chính thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Nhổ vào mặt ta đi, nhổ vào mặt nó, đúng rồi, nhổ nhổ vào mặt nó một phát vẫn làm được. Mẹ anh ú này không có hồi linh thú di chuyển không hồi đúng không, hơi đen cho mẹ linh thú một tí nhá, nhưng không sao béo ơi, chúng ta làm được mà. Xem nào, hộ vệ tái chế, hộ vệ tái chế à?